Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nha. Hôm nay là cái phiên giao dịch ngày 11 tháng 4 năm 2024. Buổi sáng thì chat sẽ phân tích thị trường xu hướng giá vàng và điểm một số các cái tin tức quan trọng trong ngày, lên cái kế hoạch trading ngày, và các bạn sẽ tham khảo video cũng như là định hướng cho bản thân mình để có một cái kế hoạch trading sát nhất nha. Ở trên trang lịch kinh tế của chúng ta ngày hôm nay thì tin đỏ tiếp tục tác động mạnh lên thị trường, đó là tin chỉ số lõi PPI. Ngoài ra thì cái tin lãi suất liên quan đồng euro mà ngân hàng ECB công bố cũng là một cái tin mà các bạn rất là đáng lưu ý để chúng ta quan tâm nếu các anh chị em nào có trading đối với những cái sản phẩm liên quan đồng euro nha. Hầu hết là những cái tin lãi suất trong các cái đợt này thì các ngân hàng đều giữ và giữ nguyên các cái lãi suất của mình. Đó cũng đúng như là cái kịch bản mà Richard đã nhận định và phân tích cho mọi người rất là nhiều rồi. Đó, giữa cái bối cảnh kinh tế hiện tại thì hầu hết là cái định hướng về lãi suất của các ngân hàng thì sẽ như nhau thôi, tức là hầu hết là sẽ giữ nguyên lãi suất. Còn cái bậc việc mà các bạn sẽ định hướng như thế nào để trading thì các bạn phải có một cái kế hoạch riêng. Khi mà Richard làm video thì cũng là những cái định hướng của cá nhân và để chia sẻ cho cả nhà, các nhà đi theo thôi. Nếu như các bạn quan tâm đến thì các bạn nhớ để follow kênh và chia sẻ kênh cho Richard nữa nha. Rồi quay trở lại cái bản tin ngày hôm qua, đó là một cái bản tin cực kỳ tốt đối với lại cái chỉ số CPI, đúng không ạ? Lạm phát thì gia tăng, kinh tế thì cũng đồng nghĩa với tăng trưởng trở lại, nhưng mà lạm phát thì gia tăng với những cái chỉ số như thế này. Một cái bản tin hoàn tốt toàn tập đối với lại chỉ số lõi CPI ngày hôm qua. Và những cái kịch bản như chat phân tích cho mọi người ấy, đó là nếu như mà toàn tốt thì sao, đúng không? Và nếu mà những cái tin toàn xấu thì sao, hay là tin hai chiều thì sao? Định hướng ngày hôm qua thì chat đã phân tích theo cái quan điểm của cá nhân, đó là chỉ số lõi CPI nó lại đi ngược hoàn toàn với dự báo trên trang lịch kinh tế, và cái điều này rất là chính xác, đúng không ạ? Dự báo thì là dự báo xấu, nhưng mà bản thân đi chat thì vẫn nhận định nó là những cái tin mà thiên về tin tốt cho đối với là cái chỉ số lõi. Và ngày hôm qua đi chat cũng làm video và cũng như là phân tích cho mọi người theo cái quan điểm cá nhân là ngày hôm qua riêng đối với vàng hay những cái sản phẩm như GUEU là ưu tiên đã bán xuống, và ngày hôm qua cực kỳ thành công luôn. Mặc dù buổi đêm cũng là muộn rồi, nhưng mà đi chat nhận được rất là nhiều cái sự tương tác và lời phản hồi của các anh chị em khi mà follow kênh cũng như là tham gia cái kênh YouTube 24 giờ trading. Đó là những cái nhận định rất là tốt, nhưng cũng không phải là một lần, và Richard cũng không lấy nó làm tự hào đâu. Bởi vì thực sự là khi mà Richard đi bám sát thị trường này thì cũng phải có những cái nhận định đúng hay sai. Mặc dù ngày hôm qua là những cái bản tin cực kỳ tốt đối với đồng đô, đúng không? Rất là chính xác, anh chị em có thể là có được lợi nhuận cực kỳ tốt đi chăng nữa, nhưng mà Richard hy vọng sau những cái video mà các bạn tham khảo thì các bạn đều có được những cái cơ hội của bản thân mình, hay là lập lên cái kế hoạch trading của cá nhân. Bởi vì cũng có nhiều người rằng là bỏ lỡ cơ hội và tiếc ngày hôm qua là tại sao không theo, không nghe hoặc không có một kế hoạch khi mà vàng nó sập rất là sâu. Đặc biệt là đi chat ngày hôm qua còn cho mọi người một cái chiến lược là phân tích ngay trong lớp học ngày hôm qua, đó là một cái vùng mua lên ở ngưỡng gì ạ, 2320 nữa cơ. Ok, bây giờ thì quay trở sang cái biểu đồ phân tích kỹ thuật luôn đi, để xem hôm nay chúng ta sẽ trading như thế nào nhá. Đầu tiên thì đi chat sẽ view qua về cái chỉ số đồng đô la Mỹ, bởi vì là với chỉ số đồng đô la Mỹ thì giúp cho anh chị em có thể trading với chỉ số hoặc giao dịch được với rất nhiều các cái sản phẩm liên quan nữa. Đây, các bạn nhìn thấy với chỉ số đồng đô la Mỹ, thứ nhất, những cái vùng mục tiêu mà Richard kỳ vọng đối với lại chỉ số đồng đô la Mỹ là nó sẽ tăng trưởng lên cái ngưỡng 105 và 105x, đúng không ạ? Thứ hai là những cái biên độ và cái vùng hỗ trợ mà Richard đã phân tích cho mọi người ở những cái video trước đó, nó đều giữ được và nó đi theo đúng cái kịch bản mà Richard đã nhận định cho mọi người là nó sẽ tăng trưởng trở lại, đặc biệt là nó giữ cái hỗ trợ ở đây. Có đúng không ạ? Đó, các bạn follow theo thì những cái hướng phân tích về kỹ thuật và kết hợp với tin tức của Richard nó rất là chính xác ở những cái điểm này. Và ngày hôm qua thì đô la Mỹ nó bay trưởng, tăng trưởng rất là mạnh. Những cái nhịp tăng trưởng mạnh của chỉ số đồng đô la Mỹ như này thì nhạy cảm nhất đối với sản phẩm này đó là EU và GU, nó sẽ giảm sâu những cái cặp tiền đuôi U và những cái cặp tiền đầu U. Trong đó thì kể cả với những cặp UZ thì Richard cũng đã lường trước cho mọi người trong các cái video tuần và video trước đó là khi mà kịch bản mà nó rất tốt đối với chỉ số đồng đô la Mỹ thì cái cặp tiền USD JPY nó có thể tăng trưởng lên cái ngưỡng 154, đúng chưa ạ? Và ngày hôm qua thì có nhiều bạn hỏi là nó break qua được cái vùng 152 rồi. Cái điều đấy mình không có gì là ngạc nhiên cả, nó rất là bình thường thôi. Bởi vì mọi thứ nó đều có thể là nằm trong những cái kế hoạch trading và nó có thể là lường trước được những cái rủi ro hoặc là những cái hướng đi của thị trường rồi. Thế còn ngày hôm nay khi các bạn nhìn thấy cái biểu đồ nó tăng trưởng vượt đỉnh như thế này, đúng không ạ? Khi mà thấy nó tăng trưởng vượt đỉnh như thế này thì có thể những cái nhịp tăng mạnh này rồi thì nó có thể rơi vào những cái nhịp điều chỉnh. Những cái nhịp điều chỉnh ở đây thì các bạn có thể dùng Fibonacci để các tìm thấy những cái ngưỡng hồi của chỉ số nha.
giả sử như nó hồi về 38.2 hoặc cái ngưỡng 50 là những cái ngưỡng hồi gần nhất là vùng 104.5 hoặc là cái vùng giá 104.8 này, nó có thể hồi về ngấy được. Đây là những cái ngưỡng mà sau khi nó tăng trưởng rất là mạnh ấy, thì nó sẽ tạo ra được cái mô hình cờ hoặc mô hình nêm để nó di chuyển ở trên khúc H1 thôi nhé. Thì đến lúc đấy là các bạn sẽ thấy được là có thể là nó sẽ có những cái nhịp sóng điều chỉnh. Nếu như mà những cái nhịp sóng điều chỉnh này nó có thì đồng nghĩa với việc là những cái sản phẩm như là cái cặp tiền EUGU ấy, đến lúc đấy các bạn có thể có những cái cơ hội tìm cơ hội đánh gọi là điều chỉnh xong thì chúng ta sẽ có thể bán lại theo xu hướng chính, hoặc là nếu như nó chạm vào những cái vùng hỗ trợ mạnh thì các bạn có thể tìm kiếm những cơ hội mua lên. Đây, cái mô hình này thì có thể là tam giác, có thể là mô hình cờ. Điều chỉnh thì có thể sâu hơn. Đây là những cái khu vực mà nó có thể di chuyển đối với chỉ số đồng đô la Mỹ nha. Thì đến lúc đấy giả sử như các bạn có đánh xuống, nếu như các anh chị em nào muốn đánh xuống với chỉ số thì bán ở đây chẳng hạn, SL tuyệt đối đây cũng chấp nhận được. Bởi vì sao? Biên độ SL nó cũng rất là ngắn thôi thì cũng thể chấp nhận được. Chưa kể là cái vùng 104.5.6 là cái vùng mà Richard phân tích cho mọi người trước đây là cái vùng kháng cự rồi. Và khi mà tác động lên, nó bay lên cái vùng kháng cự như thế này thì có thể đây sẽ là những cái ngưỡng điều chỉnh của chỉ số. Nếu mà anh chị em nào mà có quan tâm hoặc có đánh với chỉ số thì đây cũng là một cái nhịp mà xứng đáng có thể thì tham gia, đúng không? SL nó rất là ngắn thì có thể tham gia thôi. Chứ còn đương nhiên là với những cái sóng tăng như thế này thì tìm kiếm cơ hội mua lên vẫn là chính nhá. Quay trở sang những cái biểu đồ khác tương quan từ cái chỉ số, đó là EU và GU. Đặc biệt là sản phẩm GU thì hôm trước các bạn nhớ video tuần đi xác định hướng cho mọi người, đó là để chúng ta đánh xuống thì canh khu vực 1.270 chúng ta đánh xuống, đúng không ạ? Và nó rất là thành công rồi các bạn, chúc mừng các bạn là nếu mà các bạn nào có theo cái sản phẩm GU nhá. Giảm rất là sâu đúng không ạ? Và rất là mạnh, lợi nó hưởng lợi từ cái việc và chất xúc tác, đó là chỉ số đồng đô la Mỹ nó bay mạnh. Cặp tiền này giảm rất sâu. Chiến lược của Richard cho mọi người thì đã TP hết cả rồi, đó là cái điểm SL của Richard để là 1.271 thì nó không cắn và nó đã xuống rất là sâu rồi, thì cũng xin chúc mừng cả nhà nha. Cái chiến lược bán GU ấy ạ, chúng ta cũng giữ đến mấy phiên cái này rồi. Ngày hôm nay thì khi mà nó giảm sâu như thế này rồi thì thường nó sẽ có một cái nhịp hồi thì các bạn mới đánh nha. Và nhịp hồi ở đây ở đâu? Cũng không phải có nghĩa là chúng ta sẽ lao đầu và chúng ta múc lên luôn đâu. Ở đây thì các bạn sẽ để ý cho Richard, nó có một cái kênh hướng mở đối với lại cặp này, đúng chưa? Nếu như mua thì các bạn có thể ở cái vùng 1.25, các bạn nhớ cái video mà Richard phân tích cho mọi người là cái biên độ vùng 1.25 chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội mua, đúng không ạ? Tuần trước đây khi livestream thực chiến cho mọi người thì một cái vùng mua mà Richard đưa chia sẻ cho mọi người, và đặc biệt nó còn liên quan đến cái gì ạ? Liên quan đến một cái cây nến con rơi, đúng không ạ? Và cuối cùng là nó tăng trưởng trở lại, đúng chưa? Thì tuần này này nó quay trở lại cái biên độ vùng giá 1.25 và cũng vùng hỗ trợ ở đây thì các bạn có thể tìm kiếm một cái cơ hội mua lên. Bởi vì sao? Cái vùng giá này SL cũng khá là ok thôi, bởi vì nhìn thấy được một cái vùng SL khá là ngắn thì các bạn có thể tìm kiếm cơ hội. Nó sẽ tạo đáy ở cái vùng giá này và lúc đấy nhất là cái cấu trúc ở khung giờ M15 hoặc 30 nó có đảo chiều các bạn mua nhá. Đấy là với GBPUSD. Đặc biệt là khi nó tiếp cận vùng này thì chúng ta đang xu hướng chính là kênh bán xuống, đúng không? Nhưng có thể lại là một cái tìm kiếm một cái cơ hội mua lên được. Bởi vì rủi ro thì chúng ta nhìn thấy được cái SL nó cũng khá là ngắn. Thứ hai nữa là nó cũng có cơ hội thành công khá là cao nếu nó đã tạo đáy thành công nhá. Các bạn sẽ khi mà các bạn mà xem video ấy thì các bạn phải quan sát những cái vùng giá đấy chắc đưa ra và lên cái kế hoạch cho mình. Nếu giả sử như có vào entry thì rủi ro là bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Và cơ hội đó là như có nến đảo chiều hay chưa nữa, không giải vốn và chia vốn như thế nào. Sang cặp EU, các bạn nhìn thấy cái hợp lưu mà đi chat cho mọi người, cái điểm bán xuống đối với EU nó đã thậm chí là nó xuống đến cái đích này rồi, đúng không ạ? Cái mũi tên mà đi chat mệnh định cho mọi người là nó quay về cái đáy này thì nó chẳng khác gì đối với lại GU mà nó đạt được cái biên độ rồi. Ở đây thì nó là một cái vùng hỗ trợ mô hình hai đáy. Các bạn ở cái vùng giá này thì không phải là những cái nơi mà các bạn có thể tiếp tục bán xuống luôn được, mà hãy chờ điều chỉnh nhé. Có thể kịch bản của chỉ số đồng đô la Mỹ nó mà hồi thì đồng nghĩa việc cặp này nó cũng có cơ hội nó hồi, đúng vậy, các bạn có thể đánh xuống. Đương nhiên cặp tiền ngày hôm nay này thì chờ hồi đánh xuống là chủ yếu nhé, bởi vì nó còn liên quan đến lãi suất mà ngân hàng ECB đưa ra là có thể là sẽ là giữ nguyên lãi suất của đồng euro ngày hôm nay sẽ được công bố, đúng không ạ? Buổi tối ngày hôm nay phiên Mỹ này, các bạn nhìn thấy này, đây lãi suất thì dự báo ECB sẽ vẫn giữ nguyên cái mức lãi suất rồi đó, thì cái cặp tiền này ưu tiên là canh hồi chúng ta bán xuống thôi. Đấy là với EURUSD nha, những cái biên độ vùng hồi này các bạn nhìn thấy chắc đã kể phân tích rất rõ là quanh cái khu 1.080 chẳng hạn là những cái biên độ mà có thể tìm kiếm cơ hội bán xuống đối với cặp tiền này. Còn nếu mà bán breakout thì trừ khi mà nó phá rồi hồi lên chúng ta mới đánh.
Đấy là cặp EU nha. Thế bây giờ trọng tâm chúng ta nữa đó là cái sản phẩm mà các bạn mong chờ, đó là chính là về sản phẩm về vàng đúng không ạ? Ok, bây giờ quay về cái biểu đồ vàng nào. Lúc đấy thì đi đến ngoại tệ, bây giờ thì sang đến vàng. Mọi khi thì mình toàn là phân tích vàng đầu tiên, hôm nay thì các bạn nhìn thấy nhá. Nhận định của Richard cho mọi người và đặc biệt trong cái livestream buổi sáng trên Zoom ngày hôm qua. Sáng hôm qua chúng ta livestream Zoom, chiều hôm qua chúng ta livestream và đặc biệt là tối ngày hôm qua thì trong lớp thực chiến và chúng ta đánh tin nữa đúng không ạ? Thứ nhất đó là một cái nhịp phân kỳ tạo đỉnh mới nhưng sau đó là nó tạo đỉnh thấp dần ở khung M30 thì sẽ tỷ chat ngày hôm qua đã phân tích cho mọi người trên Zoom rồi, đó là một cái chiến lược chỉ có bán xuống thôi và bán thành công. Ngày hôm qua thì Zoom sáng và Zoom chiều, đặc biệt là chiều hôm qua chúng ta bán được cái vùng giá 5x nữa đúng không ạ? Bán ở vùng 5x này này. Đến lúc khi mà kể cả kết thúc cái video cái buổi chiều Zoom ngày hôm qua đi, chắc cho mọi người một cái chiến lược bán nữa là vùng 55.6 là cái vùng hồi lên đấy và nó sập rất là sâu ngay sau đó khi mà chúng ta nghỉ Zoom đúng không? Tối ngày hôm qua thì nó sập rất là sâu rồi, cái kịch bản mà đưa ra cho mọi người ấy. Và cái mục tiêu đối với giá vàng ngày hôm nay như thế nào thì các bạn quan sát ở đây cho WeChat nha. Cái đường kênh và những cái vùng giá vùng 5x hoàn toàn có thể đạt lên. Tin ngày hôm qua buổi đêm biên bản cuộc họp FOMC thì đã khiến cho vàng nó có một cái nhịp bật quay trở lại. Đây, biên bản cuộc họp FOMC nó đã có một cái nhịp bật rất là mạnh quay trở lại. Buổi đêm ngày hôm qua đây này, cái cây này này là nó quay lên vùng 44 nhưng sau đó nó giảm tiếp. Và ở đây thì gần như là đang tạo ra một cái thế tam giác, tức là thu hẹp biên độ đúng không? Các bạn nhìn quan sát bằng mắt thì cũng có thể là nhìn thấy là cái biên độ bắt đầu nó thu hẹp như thế này. Đó. Vậy thì ngày buổi sáng ngày hôm nay trong cái biên độ vùng 44 46 các bạn có thể tìm kiếm một cái cơ hội bán lướt sóng nhé. Đây là một cái tam giác có thể nó quanh 44 46. Lát nữa thì 8 rưỡi thì chúng ta sẽ live stream nhưng mà có thể là Richard làm video này nó hơi chậm một chút thì các bạn nán chờ đợi thôi. Rồi nó có một cái tam giác như này. Đương nhiên là đối với vàng ấy thì xu hướng chính là xu hướng tăng nhưng mà trong những cái thế mà nó phân phối giá như thế này kể cả khung giờ thấp các bạn đều nhìn thấy thì tìm kiếm những cơ hội đánh xuống cũng được mà mua lên cũng xong, đặc biệt là ngày hôm qua thì chắc nhận định cho mọi người là nếu chúng ta mua thì quay trở lại cái ngưỡng 1230 đúng không? Chúng ta mua lên và nó rất thành công luôn đây này. Ngay trong lớp thực chiến ngày hôm qua buổi tối ngày hôm qua thì chắc của các bạn có hai điểm mua thôi. 2320 và một điểm thứ hai nếu như sập sâu nữa thì các bạn có thể có một cái vùng giá là trên ngưỡng gì 2302 các bạn mua lên thì đây là một cái vùng phản ứng đầu tiên, chưa kể rằng khi nó chạm về đây thì nó có nến hammer và nến con rơi xuất hiện nữa. Vậy thì phiên sáng ngày hôm nay nhé các bạn, nếu như mà đã giao dịch và lướt sóng đối với XLUSD thì tìm kiếm những cái vùng giá 4446 đúng không ạ? SL thì khá là xa, bởi vì sao? Bất kỳ một cái điểm nào SL của chúng ta không phải là trên kháng cự ngày thì đều có thể gặp rủi ro khi mà nó đi nó quét thanh khoản và nó tìm cấu trúc của đảo chiều của thị trường nhá. Ok chưa ạ? Các bạn sẽ phải chủ động quản trị vốn thôi. Mua lên thì các bạn chờ biên độ vùng 26 hoặc 20, các bạn có thể mua lướt sóng thôi. Trong cái nhịp sóng này nó sẽ tạo đáy ở đây và nó chưa xuống luôn đâu. Nó sẽ tạo đáy ở đây vài nhịp rồi sau đó là mục tiêu quay trở lại cái ngưỡng 2300. Ok chưa ạ? Đấy là với cái biểu đồ giá vàng nhá. Bây giờ thì sang một số các sản phẩm khác, trong đó thì đối với lại cái cặp tiền USD CAD đúng không? Các bạn nhớ là đối với cái cặp tiền đấy thì chắc cũng đã định hướng cho mọi người những cái mục tiêu và đặc biệt là nó tăng trưởng rất là tốt trong ngày hôm qua. Đây thì chắc quay trở sang cái biểu đồ UK. Biểu đồ UK trên khung D nó di chuyển hết cái biên độ của cái đường kênh này luôn và đặc biệt là đây là một cái cấu trúc có thể nó lần này nó sẽ phá qua cái đường kênh xu hướng này khi chỉ số đồng đô la Mỹ nó tăng rất là mạnh đúng không ạ, hưởng lợi từ cái việc chỉ số đồng đô la Mỹ tăng rất là mạnh. Vậy thì đây là những cái vùng nó sẽ tạo đỉnh và tranh chấp ở đây rồi bứt phá tiếp, do đó ở đây thì các bạn sẽ không phải tìm kiếm cơ hội bán xuống nữa nhá, mà có thể là chờ nó tạo đỉnh thành công và bứt phá tiếp thì lúc đấy chúng ta mua lên chứ không phải là canh bán xuống nữa. Bởi vì có một điều rằng Richard vẫn đang kỳ vọng rằng là cái cặp tiền này này sau khi nó bứt phá, tức là USD nó đang tăng mạnh đúng không, thì nó sẽ đạt được cái đích ở đây. Do đó là đối với cặp tiền này thì các bạn tạm thời ngồi ngoài nhé, tạm thời ngồi ngoài đi USD CAD, bởi vì hôm qua có buổi đêm là các bạn rất là nhiều bạn đã tương tác với trên chat là khi mà ngân hàng quyết định cái lãi suất giữ nguyên thì chúng ta giao dịch như thế nào, thì Richard có nói là nó sẽ đi hết biên và hưởng lợi từ chỉ số đồng đô la Mỹ, nó sẽ bách qua kênh đúng không, đấy các bạn thấy chưa, đối với cặp tiền này nó đi rất là chính xác nha. Ngoài ra thì với những cái biểu đồ như là Bitcoin này, hôm qua chúng ta có một cái lệnh Bitcoin thực chiến đúng không ạ? Bán xuống, trời ơi nó còn sập rất là sâu là đằng khác. Đây, quay trở sang cái biểu đồ về BTC, đương nhiên là BTC thì chúng ta là vẫn là những cái kèo xổ số cho cả nhà rồi. Gọi là kèo xổ số bởi vì sao ạ? Có khả năng cho chúng ta cái target cực kỳ lớn.
Đây, đối với lại BTC nhá. Nó khi mà nó tăng trưởng bật trở lại như thế này, đây ngày hôm qua các bạn thấy khung 1 giờ này. Khung 1 giờ, ngày hôm qua nó có một cái cú sập rất sâu đúng không ạ? Nó đang hồi trở lại như thế này rồi thì các bạn sẽ chưa vào được lệnh luôn, mà các bạn nhìn thấy cái cấu trúc thị trường chắc sẽ cho coi nhỏ là nha. Cái cấu trúc thị trường như thế này thì có thể nó test quanh cái khu vực đỉnh là 715, cái đỉnh này này. Đấy, và hiện tại nó cũng đang cái đỉnh này, nó đang nằm ở khu vực này. Thì cái khu vực này chính là cái khu vực mà các bạn có thể tìm kiếm một cái entry ở đây. Ok chưa? Tìm kiếm một cái entry ở vùng này. Đấy, cơ hội đánh xuống. Ngoài ra thì chia vol, các bạn nhớ những cái kèo mà đi chắc chia sẻ cho một cả nhà, đó là cách tầm 1k chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội đấy, cách tầm 1k chúng ta đánh xuống đúng không ạ? Thì đây là những cái vùng giá mà các bạn có thể tìm kiếm những cái cơ hội đấy nha. Đấy là với BTC USD. Ngoài ra thì cái giá dầu thì các bạn chờ đợi thôi, nó mặc dù là nó có những cái nhịp điều chỉnh cũng khá là tốt rồi đấy, nhưng mà hiện tại thì đi chat vẫn đang ngồi ngoài với cái giá dầu nhá. Thì cái video ngày hôm nay thì đi chat không trọng tâm vào cái biểu đồ về cái giá dầu nữa. Đương nhiên là có những bạn thì vẫn follow là những cái nhịp mà dầu nó giảm để lướt sóng đúng không? Các bạn vẫn lướt sóng bình thường. Tuy nhiên thì bản thân thì chắc là cái người định hướng là những anh chị em nào mà theo follow theo chat chủ yếu là gì ạ? Canh giá dầu xuống thấp để mua trung đến dài hạn, cho nên là những cái nhịp, kể cả những cái nhịp điều chỉnh như vừa rồi thì chat cũng không có vào. Đây này, mặc dù ngày hôm qua nó giảm xuống cái vùng hỗ trợ rất là tốt đúng không? Giảm xuống 84, đây là một cái vùng hỗ trợ, các bạn nhìn thấy nó tạo đáy không ạ? Sau đó nó cũng có một nhịp bật tăng rất là mạnh, 84 mà lên đến 86 rồi, gần 200 pip rồi. Nhưng mà với cái giá dầu thì trong nhịp này thì chắc không không có vào nhé. Các bạn có nhìn thấy những cái vùng hỗ trợ như này, nếu mà các bạn có đánh thì chỉ là lướt sóng thôi, chứ còn bản thân thì lý chắc cũng không có lướt sóng đối với cái biểu đồ dầu. Ok chưa? Rồi, cái video ngày hôm nay thì lý chắc làm và xin kết thúc ở đây nhé. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày trading hiệu quả. Nhắc nhở cho mọi người một điều rằng là khi mà những cái phiên giao dịch nó đẩy lên những cái tin tức mạnh và rủi ro nó là cao nhất trong cái giai đoạn này, đặc biệt liên quan đến cái giá vàng, thì các bạn phải quản trị vốn tuyệt đối nha. Còn đương nhiên video là cái góc nhìn quan điểm của cá nhân, khi đi chat chia sẻ cho mọi người và bằng những cái kinh nghiệm của bản thân nữa. Các bạn có xem thì các bạn phải cũng phải lập lên kế hoạch trading của bản thân mình và quản trị vốn để đạt được những cái target tốt nhất. Các bạn yêu thích kênh và cũng như là thấy được cái video nó có hữu ích cho các bạn nữa, thì các bạn hãy chia sẻ kênh và đăng ký kênh và bật nút thông báo lên. Đặc biệt là cái việc tương tác của cả nhà cũng như chia sẻ kênh, đó là cái động lực tốt nhất cho Richard rồi. Bây giờ thì video xin dừng ở đây. Kính chào quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn vào các cái video sau.